Ngày 6 tháng 5 năm 2020, nhằm ngày 14 tháng 4 năm Canh Tý, tại văn phòng Ban trị sự Phật giáo huyện Núi Thành, tại chùa Minh Tân, thị trấn Núi Thành, đã trang nghiêm tổ chức lễ Phật đản Phật lịch 2564, Dương lịch 2020. Quang lâm tham dự có Đại đức Thích Hạnh Thông, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Núi Thành, cùng chư tôn đức thành viên Ban trị sự, chư tăng ni trụ trì các cơ sở và đạo hữu Phật tử tham dự. Phần nghi lễ truyền thống được diễn ra trang nghiêm, thành kính tại lễ đài, chư tôn đức tác lễ niêm hương, tụng sám khánh đản, đảnh lễ tôn tượng Đức Phật sơ sanh và niệm kệ hồi hướng, nguyện cầu quốc thái dân an, dịch bệnh tiêu trừ. Trước đó, Ban trị sự Phật giáo huyện Núi Thành cũng tổ chức đoàn đến viếng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ huyện.